Sau khi gặt hái được nhiều thành công từ kỳ Oscar vừa rồi với Everything Everywhere All at Once, thì hãng phim siêu uy tín là A24 vừa tung ra một tác phẩm mới cũng đáng chờ không kém gì, đó chính là Talk to Me, hay với tựa đề tiếng Việt là Gọi hồn quỷ dữ. Vậy nên hãy cùng tìm hiểu xem phim có gì hay và hấp dẫn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way2 Movie, và sau đây sẽ là bài đánh giá của chúng mình về bộ phim Talk to Me của A24. Let's go! Phim là câu chuyện xoay quanh Mia, một cô nàng mới chỉ 17 tuổi nhưng vẫn đang phải vật lộn với cú sốc liên quan đến cái chết của mẹ cô cách đó 2 năm. Trở lại với cuộc sống thường nhật của mình sau khi sang trấn, thì Mia cùng với người bạn thân của mình là Jade tham gia vào một buổi tiệc được tổ chức bởi các học sinh trong trường. Tuy nhiên đây không phải là một buổi tiệc bình thường, nó là một cuộc họp mặt được tổ chức bởi hai người là Hayley và Josh. Cả hai người họ đã bày ra một trò chơi rất nổi tiếng trong trường, đó chính là để linh hồn của người đã khuất nhập vào trong thân xác của người sống. Cách chơi là một người sẽ đại diện làm người bị nhập và người đó sẽ bị trói chặt vào trong ghế. Sau đó, họ sẽ dùng tay của mình cầm chặt một bàn tay được đánh cắp từ xác ướp của một nhà ngoại cảm và nói Talk to me để được gặp một linh hồn bất kỳ. Sau đó, nếu được cho phép, tinh linh hồn kia sẽ nhập vào trong cơ thể của người chơi và sẽ bắt đầu bày trò. Và đương nhiên thì đi đêm lắm có ngày gặp ma, trò chơi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của cả nhóm đã bắt đầu để lại hậu quả. Còn hậu quả đó là gì thì các bạn hãy ra rạp để tự tìm hiểu cho mình câu trả lời nhé, vì đây là bài review phim chứ không phải là tóm tắt phim. Kể từ năm 2018 với Hereditary hay một chút kỳ quái từ năm 2019 với Midsommar thì phải đến tận 5 năm sau thì hãng phim A24 mới quay trở lại dòng phim kinh dị có 102 của mình. Cộng thêm sự thành công ở cả hai phương diện là đại chúng và hàn lâm gần đây của Everything Everywhere All at Once thì chúng mình lại càng nâng cao tiêu chuẩn của bản thân hơn trước khi ra rạp để xem một bộ phim từ nhà A24. Và rõ ràng, hãng phim này vẫn không làm cho chúng mình thất vọng. Talk to Me vẫn có cho mình những đặc sắc trong câu chuyện mà chúng ta không thể tìm thấy trong bất kỳ bộ phim tương tự nào. Các nhà làm phim của Talk to Me vẫn biết cách truyền tải câu chuyện của mình sao cho thật độc đáo và khiến người xem không thể nào đoán ra được kết cục của nó. Và giống với những Hereditary hay Midsommar thì Talk to Me không phải là một bộ phim mà các bạn có thể hiểu được hết toàn bộ ý nghĩa của nó chỉ với một lần đi xem. Nhưng khác với hai tác phẩm đi trước thì Talk to Me lại có cho mình sự kịch tính, rùng rợn giống như các bộ phim kinh dị đại chúng hiện nay để có thể chiều lòng các tín đồ đam mê phim kinh dị thuần túy. Tuy nhiên thì dù đã nghiêng hơn một chút về đại chúng, nhưng Talk to Me không hề lạm dụng các cảnh jumpscare rẻ tiền hay các phương pháp khuếch đại âm thanh thông thường. Cách mà Talk to Me khiến cho chúng mình sợ hãi nằm ở việc phim bất chợt tung ra một diễn biến mà ta sẽ không thể nào đoán trước được là nó sẽ xảy ra. Và nếu có đoán được đi chăng nữa thì Talk to Me thì lại làm cảnh phim đó trở nên đáng sợ một cách không tưởng và khiến cho ta phải giật mình vì độ trực diện và táo bạo của nó. Từ cách kể cho đến bầu không khí thì bộ phim mới nhất của A24 vẫn giữ cho mình phong cách rất riêng và duy trì nó xuyên suốt thời lượng của phim. Sau một mở màn cực kỳ chớp nhoáng và bất ngờ thì phim trùng xuống và bắt đầu giới thiệu cho người xem thấy toàn bộ nhân vật và tính cách của họ. Và dù 15 phút đầu tiên có hơi chậm đi chăng nữa, nhưng nếu để ý kỹ thì các bạn cũng dễ dàng nhận ra sẽ có rất nhiều chi tiết ẩn đã được các nhà làm phim cài cắm vào nhằm foreshadow hay báo hiệu trước cái kết của một số nhân vật trong phim một cách cực kỳ tinh tế. Sau đó thì công thức này lại tiếp tục lặp lại. Cứ sau một phân đoạn kịch tính hay căng thẳng thì phim sẽ làm bầu không khí trùng lại và tiếp tục thiết lập tâm trạng mới cho các nhân vật trước khi bước sang một phân đoạn khác tồi tệ hơn. Và nếu như các bạn, đặc biệt là các bạn nam đang cảm thấy việc chọn quần áo hàng ngày cực kỳ khó khăn giống mình thì hãng đồ Coolmate là dành cho bạn. Với combo quần kaki, áo thun hoặc áo polo và một đôi tất là các bạn có một bộ outfit cực kỳ lịch sự để đi làm hoặc đi học rồi. Với một bộ outfit đơn giản như thế này và có thể nhiều bộ outfit khác thì các bạn có thể nhập mã W2W30K để có thể được giảm 30.000 cho một đơn hàng trên 349.000. Link và mã mình để ngay dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào đó và đặt ngay cho mình một bộ outfit để đi làm hàng ngày. Còn giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại nội dung chính. Nội dung của Talk to Me dù không quá đánh đố người xem nhưng cũng đủ chiều sâu cho toàn bộ các nhân vật có khoảng không để mà phát triển. Về những sự kiện bí ẩn trong phim thì có thể là vì phim còn có phần 2 nữa, thế nên nguồn gốc của bàn tay được dùng để kết nối với các linh hồn vẫn chưa được tiết lộ. Chính vì thế mà chúng mình nghĩ rằng các manh mối xuất hiện trong phần này không phải là rời rạc hay không có ý nghĩa, mà mục đích chính của nó là dùng để phục vụ cho phần 2 của mình. Còn về tổng thể thì câu chuyện của Talk to Me vẫn cực kỳ đáng xem, tạo đủ độ hấp dẫn và tò mò trong tâm trí của người xem. Trí tưởng tượng của bạn cũng sẽ có cơ hội được bay cao bay xa với cách xây dựng phim mà các nhà làm phim áp dụng cho Talk to Me. Đặc biệt là lúc các nhân vật để cho linh hồn của người chết nhập vào thì hầu như là bạn sẽ phải tưởng tượng linh hồn đó có hình hài ra làm sao và chúng đang muốn làm gì thông qua cử chỉ hạn chế của các nhân vật trong bối cảnh đó. Dù ban đầu khi nghe sơ qua thì Talk to Me vẫn sẽ khiến cho các bạn nghĩ ngay tới những bộ phim sử dụng bàn cầu cơ hay thứ gì đó liên quan đến giáo phái ma quỷ và không may để cho linh hồn xấu xa đó nhập vào.
Tuy nhiên cách khai thác của Talk To Me lại vô cùng khác lạ và chắc chắn sẽ khiến cho bạn thích thú. Bắt đầu bàn tay kia sẽ được dùng như một công cụ mua vui tại các buổi tiệc tùng và hoàn toàn khiến cho người xem bị mất cảnh giác. Nhưng rồi, đến khi mọi chuyện vượt xa sự hiểu biết của mọi người, thì ngay thời điểm đó, không chỉ các nhân vật trong phim hoảng loạn không thôi, mà chính người xem chúng ta cũng sẽ phải bất ngờ trước sự giận dữ mà các linh hồn gây ra. Có một điều hơi đáng tiếc rằng, theo như những tìm hiểu của chúng mình thì Talk To Me đang được chiếu tại các cụm rạp tại Việt Nam đã bị cắt đi một số phân đoạn, và đặc biệt là cái kết của phim cũng bị cắt đi một đoạn tương đối then chốt mà không rõ nguyên nhân là gì. Đoạn bị cắt là gì thì các bạn hãy chờ đợi video tiếp theo để chúng mình có thể giải đáp cho các bạn nhé. Về một số khoảnh khắc nhỏ bị cắt trong phim thì chúng mình đánh giá rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm xem phim của chúng ta. Những cảnh mà theo như chúng mình đánh giá là đáng sợ nhất vẫn được đưa lên màn ảnh tương đối trọn vẹn và đủ để khiến cho các bạn phải nhăn mặt khi xem nó đấy. Và một lần nữa phải nói rằng cách kết nối giữa người sống và người chết trong Talk To Me rất là thú vị và là tiền đề vô tận đủ để cho các nhà làm phim làm phần 2 của phim được dài hơn. Dù sở hữu kịch bản thông minh và cách quay dựng khá là mượt mà, thế nhưng Talk To Me cũng không phải là một bộ phim hoàn hảo về mọi mặt. Về phần xây dựng nhân vật thì theo chúng mình là các nhà làm phim của Talk To Me đã có phần hơi mạo hiểm khi xây dựng lên một nhân vật có phần hơi thiếu thiện cảm. Mia của nữ diễn viên Sophie Wilde ban đầu được giới thiệu người xem rằng cô là một cô gái 17 tuổi với nhiều tổn thương do mẹ mất sớm. Tuy nhiên càng về sau thì chúng ta lại càng có thể thấy rõ rằng rất nhiều chi tiết bên lề khác đã tố cáo Mia không phải là một người bạn tốt với cô nàng bạn thân của mình là Jade của nữ diễn viên Alexandra Jensen. Chính vì những khuyết điểm rất rõ ràng trên màn ảnh thì Mia rất khó để xây dựng nên sự đồng cảm với người xem trước những quyết định của mình. Và hầu như xuyên suốt thời lượng của phim thì Mia như một con rối đang bị chơi đùa bởi các linh hồn xung quanh và hoàn toàn thiếu quyết đoán cho từng hành động của mình. Sau khi xem xong Talk To Me thì thứ đã khiến cho mình ghi nhớ nhất chính là bàn tay ma quỷ kia chứ không phải là một nhân vật chính tương đối khó ưa và thiếu thiện cảm. Các nhân vật phụ như bạn trai của Jade hay những người bạn đã bày ra cái trò triệu hồi người chết kia cũng chỉ xuất hiện như là để các nhà làm phim phê phán những thói hư tật xấu của giới trẻ ngày nay và cách mà một số bộ phận quá coi thường những quy chuẩn cơ bản trong xã hội. Chúng mình đặc biệt chú ý đến cậu em của Jade đó là Riley, do nam diễn viên trẻ Joe Bird thủ vai, khi cậu là người duy nhất chưa đủ tuổi vị thành niên tham gia vào trò chơi kia và tạo ra được một biến cố đủ lớn để cái kết của bộ phim trở nên đắt giá. Nhưng điều đáng khen của Talk To Me là toàn bộ dàn cast đã làm rất tốt các phân đoạn bị ma quỷ nhập vào người. Mỗi lần nhập là một sắc thái khác nhau và tất cả đã làm tương đối trọn vẹn để khiến cho khán giả cảm thấy vừa thú vị và vừa cảm thấy ghê rợn trước những cảnh phim trên màn ảnh. Tóm lại thì Talk To Me là một bộ phim mà nếu như các bạn chỉ đi xem một lần thì sẽ không thể nắm hết được cốt truyện của phim, nhưng nó cũng không phải là một bộ phim kén người xem như Hereditary. Talk To Me vẫn sở hữu một bối cảnh và câu chuyện cực kỳ cụ thể và một công cụ ma quỷ rất đáng chú ý, chính là bàn tay giúp cho người sống có thể kết nối được với linh hồn người chết và cho phép họ vào trong người của mình. Dù vẫn còn sở hữu một số hạn chế, cũng như sự liên kết của phim vẫn còn không được quá chặt chẽ khi các nhà làm phim còn tham vọng cho ra mắt phần sau, nhưng nhìn chung thì Talk To Me phần 1 vẫn là một bộ phim kinh dị đáng xem nhất tính tới thời điểm hiện tại của năm 2023. Và số điểm 8 trên 10 là số điểm mà Weizhou Movie chúng mình dành cho những gì mà gọi hồn quỷ dữ đem lại. Còn các bạn thì sao? Không biết các bạn đã xem hết phim này chưa? Nếu xem rồi thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video review của chúng mình và sẽ gặp lại trong những video lần tới. Weizhou Weird out.